Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống hoa hồng cổ và trà mi xin chào đến tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có đăng một cái clip cho mọi người xem về cây bonsai trà mi của màu hồng Pháp cho mọi người xem. Cái này hiện tại cao cũng được từ thân chậu lên cũng được 1,5 m, vanh nằm khoảng 15 cm, nguồn gốc xuất xứ từ Pháp. Và hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Thì chúc mọi người xem vui vẻ và có những giây phút giải trí tuyệt vời nhất. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và đừng quên ra cho mình để cho mình có thêm động lực phát triển thêm nhiều video về bonsai cây trà mi hơn. Và xin mời mọi người xem video và xin cảm ơn tất cả mọi người.